Ta bảo gì? Ông bảo là có bộ răng thích thế. Bà có bộ răng thích thế á? Kiểu anh em với thằng Hùng Hòa. Xong là như nào? Ông bảo bà có bộ răng thích thật. Ông bảo bà có bộ răng thích thế á? Được xem cái thằng đó cho xem. Thế mắt ông đấy có vấn đề à mà lại khen bà có bộ răng thích thế? Trong khi đó răng bà này, này, này. Ôi giời ơi, còn đúng một cái răng mà ông ấy dám khen bà có bộ răng thích thế. Răng bà có còn đâu. Mày khen có bộ lợi thích thế chứ. Giời à, tự nghĩ ra. Sao? Thôi con đi về đây. Đi về bán hàng. Tạm biệt bà nha, hôm nào con về con ngủ một đêm nhá. Bà không chào con à? Chào con về. Bye bye. Mai con mua sữa, mua nước về cho nhá. Ở nhà không tiếp xúc với ai nhá. Ai vào đuổi Hòa ra nhá. Đâu. Nhớ chưa? Được rồi. Okay. Con thấy bà ngủ mắt sưng húp cả lên rồi. Chỉ rồi ngủ thôi. Được mỗi ngủ ngon nhỉ. Ăn uống cũng được. Mỗi bữa được 2-3 bát. Mỗi giờ mà 2-3 bát. Ở nhà thi thoảng phải đi bộ ra ngoài đường chơi cho nó thoải mái. Đi sao được? Tập đi cho nó thoải mái. Tập đi không đi được. Hôm nay rời nắng rồi đấy, lên nhà con chơi chưa? À. Nay rời râm rồi đấy, lên nhà con chơi được chưa? Đi có đi được đâu. Tí con đi, nó chở đi. Chơi một tháng thì về. Được chứ? Chân tay đau hết rồi. Đổi chứ chân tay đau. Rủ đi mà chân tay đau. Quyết tâm không lên nhà con chơi à? Không đi được thì mà lên mà trông hàng cho con toàn bị mất trộm nó. Trộm bà trông đã làm nào rồi. Bà thấy trộm bà lấy cái cây bà đập cho nó. Ôi dồi ôi. Bà sợi tóc đi chảy tóc. Tóc có đâu mà đi chảy tóc. Cứ tì vào đây. Tì vào rụng hết cả tóc à? Mai con mang hạt thủ ô cho bà uống. Bà tóc bà đen lại.